ngàn năm trước tại đại lục thiên khung cấm địa hào quốc nơi đây có một đám người tự xưng là chính đạo tụ tập lại với nhau vây sát một người mà bọn họ cho là ma đạo sở lão ma ngươi cả đời đàn áp nhân dân làm nhiều điều ác đã bao giờ ngươi nghĩ rằng ngày hôm nay sẽ bỏ mạng ở sườn dốc quy hồn chưa sở lão ma ngươi lừa tỷ tỷ ta hại tỷ ấy ngọc nát hương tan thân tàn ma dại hôm nay ta phải xé xác ngươi thành trăm mảnh báo thù cho sư tỷ sở lão ma chúng ta truy sát ngươi ba năm cuối cùng ngươi cũng không có nơi nào để chạy nữa rồi nhỉ bổn tôn hôm nay phải báo thù rửa hận cho đồ nhi đáng thương của ta người này chính là sở hưu hay còn gọi là sở lão ma theo như trong lời nói của đám người kia thì hắn chính là một ma đầu hàng thật giá thật độc ác vô cùng không chuyện gì là không dám làm cả nhưng xem ra hiện tại lại là một chàng trai soái ca côn ngầu với đôi mắt đỏ ao chứa đầy sắc khí một mình hắn đứng sừng sững trên đỉnh núi mà nhìn xuống đám chính đạo phía dưới trên thân thể hắn dính đầy máu của vô số người chính đạo cả thanh kiếm trong tay của hắn cũng vậy sở lão ma hôm nay ngươi lưu lạc đến tình cảnh này đã hối hận chưa? Vị tuyệt sắc mỹ nhân này là phong chủ của Vân Hà Phong thuộc Thánh địa Thái Tố, Tề Mộng Điệp. Hối hận ư? Nghe thấy câu hỏi thật ngớ ngẩn của Tề Mộng Điệp, Sở lão ma bất giác nở một nụ cười đầy sảng khoái. Hối hận sao? Sở Hưu ta tu luyện không đầy trăm năm, cả đời đều đi chinh chiến tứ phương. Trong số đồng bối ngoài kia, ngoài bổn tọa ra, kẻ nào dám gọi là vô địch, kẻ nào dám nói mình bất bại. Bổn tọa chỉ hối hận vì thời gian vô tình. Nếu cho bổn tọa thêm 1000 năm, thiên hạ chốn này, còn ai dám trái lệnh ta? thiên thượng địa hạ duy ngã độc tôn tề mộng điệp nghe những lời ngông cuồng ngoan cố của sở hưu thì vô cùng tức giận ánh mắt cô ấy lập tức trở lên băng lãnh nhìn sở hưu nếu ngươi đã không biết hối cải vậy thì đừng trách chúng ta vô tình tề mộng điệp lập tức triệu hồi ra một thanh kiếm khổng lồ phía sau lưng rồi phóng thẳng về phía sở hưu cùng lúc đó đám người chính đạo cũng đồng loạt lao lên tấn công sở hưu sở hưu lúc này cũng động hai tay lập tức kết ấn hắn bỗng mỉm cười nhìn đám người chính đạo đang hùng hổ lao tới vây quanh sở hưu lúc này tất cả đều là sát chiêu Bí thuật kinh khủng đang lao đến. Bỗng có một người hét lên, "Không hay rồi, ma đầu này định sử dụng cấm thuật. Mọi người mau ngăn hắn lại." Thế là bọn hắn lập tức triệu hồi ra chư thiên pháp tướng của bản thân để bao vây Sở Hưu, muốn dập tắt cấm thuật của anh. Ba pháp tướng khổng lồ đồng loạt ra tay, một chiêu tam thủ đại thế giới đánh thẳng xuống đầu Sở Hưu. Sở Hưu thân mang trọng thương, lúc này lại dính đại chiêu, hắn tiếp tục phun ra một ngụm máu tươi. Bị dồn vào tình thế nguy hiểm như vậy nhưng Sở Hưu vẫn nở một nụ cười đầy khoái chí đậm chất ma đầu chí tôn. Ha 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 phá vỡ bất hủ ấn trường sinh đại đế hối hận còn ta thì không lời vừa dứt thì sở hưu bất ngờ khuỵ một gối xuống thanh kiếm cắm thẳng xuống nền đá để chống đỡ thân thể cả người hắn bạo phát ra kinh khủng ma khí khiến cho thân thể như sắp nứt vỡ đến nơi kinh khủng năng lượng lấy sở hưu làm trung tâm bạo phát ra phóng thẳng lên đâm thủng trời xanh nhưng cuối cùng vẫn là kiếm gãy rồi thua rồi sở lão ma lại tự bạo rồi hay nếu hắn đến vạn lý trường thành diệt quái thì nhất định là một mãnh tướng của nhân tộc ta đáng tiếc thật đáng buồn sở lão ma tự sát đám người chính đạo hết việc tất cả mọi người lũ lượt kéo nhau ra về ai về nhà nấy thân ai nấy lo lúc này trên bầu trời một thanh âm thầm vang lên các người thật sự cho rằng sở lão ma ta chết dễ dàng như vậy sao nhiều ngày sau đó chuyển cảnh đến thánh địa thái tố nơi đây đồi núi chập trùng có bay gãy cánh linh khí nồng đậm đến nỗi kết thành vân vụ lượn lờ quanh đỉnh núi lại nói qua về thánh địa thái tố nơi đây gồm có 18 linh phong thiên hình vân hà thiên kiếm ba đại phong chủ đều là cường giả đại thánh còn bốn phong chủ khác là cường giả tiểu thánh thời gian cứ thế trôi đi một tháng sau đó tại vân hà phong của thánh địa thái tố từ trên trời bỗng có một tia sáng màu đỏ vụt một cái lướt ngang rồi đâm vào bên trong một căn phòng trên vân hà phong nơi đây là động phủ của đại đệ tử thân truyền ha ha sở lão ma ta lại đến rồi đây tốt xấu gì sở hưu ta trước khi xuyên không vào đây cũng là một sinh viên đại học vì để ngày hôm nay được sống lại bổn tọa đã sớm chuẩn bị ba bảy hậu thủ một hai thủ đoạn sống lại với sự chuẩn bị kỹ lưỡng như vậy thì làm sao lão tử ta có thể dễ dàng đi bán muối như vậy được đúng là một đám ngây thơ sớm ngày ta quay lại sẽ cho các ngươi một bất ngờ lớn nơi này là thánh địa thái tố sao xem ra bổn tọa và nơi đây rất có duyên lúc này hệ thống hiện lên thông báo phát hiện ra ký chủ đã sống lại chức năng hệ thống đã thay đổi vui lòng chọn một trong hai tùy chọn sau lựa chọn một nhân vật phản diện thiên mệnh chỉ cần không ngừng làm điều ác sẽ có thể đạt được phần thưởng của hệ thống lựa chọn hai nhân vật phản diện cầu tu bạn đã từng hy sinh một lần nên rút kinh nghiệm xương máu quyết định vụng trộm tùy tiện trở nên mạnh hơn để làm điều ác kiếp trước mình chọn nhân vật phản diện thiên mệnh làm vô số điều ác sướng ơi là sướng nhưng ngày đó giặc đến nhà đàn bà cũng đánh thật là chẳng dễ chịu chút nào vậy nên kiếp này vẫn nên chọn cầu thì tốt hơn ha ha nén lút lớn mạnh sau đó hủy diệt cả thiên hạ chẳng phải là quá đẹp sao nếu có thể nằm vùng trở thành thánh tử thánh địa sau đó ta sẽ kha 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 quá đã được cứ quyết định như vậy đi ta lựa chọn cầu tu hệ thống đinh đã lựa chọn theo ý ký chủ hệ thống đang tải dữ liệu vui lòng chờ trong phút mốt đã tải thành công sở hữu tâm trạng vui vẻ ra lệnh hệ thống triển khai diện bản một người để xem lần này mình xuyên vào ai đây hệ thống lúc này hiện lên một bảng thông tin trước mặt sở hữu ký chủ sở hữu thân phận đại đệ tử thân truyền của vân hà phong cảnh giới không có trạng thái đang bị phế tư chất phàm tục phế tuổi 17. công pháp tu luyện vỡ nát do linh hồn của ký chủ đã quá lớn mạnh cưỡng ép đoạt xá khiến cho công pháp thân thể này đã bị mặt trừ. Giá trị khí vận âm 18 điểm hắc, điểm đột phá không. Đánh giá chiến lực, bạn chỉ mạnh hơn Linh Kê một cấp. Nhìn thấy cái bảng thông số nát bét này, Sở Hưu tối sầm mặt đầy thất vọng, đệ tử thân truyền của Vân Hà Phong gì chứ, tư chất phàm, khí vận hắc. Sống thế nào còn không bằng một con linh kê. Trước khi ta tới đây, chủ nhân cơ thể này đã làm gì thế? Như này mà vẫn sống được sao? Cùng nội ngược thời gian về 10 ngày trước, công cụ nhân Sở Hưu, Cùng với một đệ tử thân truyền của Thiên Kiếm Phong, vì tranh đoạt nữ nhân mà lên võ đài sinh tử. Ở trên võ đài sinh tử, công cụ nhân sở Hưu bị hạ gục bởi một chiêu, rồi bị người ta phế bỏ tu vi và chịu nhục nhã tột bậc. Lục xem lại đống ký ức tồi tệ này, Sở Hưu cũng phải nhăn mặt ôm đầu thương tiếc thay chủ cũ của cơ thể này, Hay thật là thê thảm. Nhiệm tình ngươi thân là công cụ nhân của bổn tọa, sau này kẻ thù của ngươi chính là kẻ thù của bổn tọa, tạm thời xem bổn tọa luyện thế nào để bất khả chiến bại. Sở Hưu bắt đầu ngồi thiền tu luyện, hai canh giờ sau chờ đậu con linh kê nó thân thể này phế quá đi mất tố chất kém cộng với chấn thương nặng nhưng may mà ta vẫn còn có cách he he lúc này chuyển cảnh tới một bên khác của vân hà phong các ngươi đã nghe tin gì chưa phong chủ đại nhân đuổi giết sở cuồng ma ba ngày trước đã hồi tông rồi hà vậy sở ma đầu đã bị diệt rồi sao ha ha sở ma đầu ở trong đám đồng bối có thể được gọi là vô song nhưng cuối cùng là cảnh giới tiểu thánh làm sao có thể chạy thoát được mười mấy vị đại thánh vây sát hắn đáng bị như thế lắm bản tính ngông cuồng, tàn ác vô đạo, kết cục này là lẽ đương nhiên. tên ma đầu đó, ta đang đợi một ngày tu luyện đại thành đến solo với hắn mà tiếc quá hắn thăng thiên sớm như vậy. sở hưu lúc này đang cay cú nấp ở một gốc cây phía xa, hắn tất nhiên là đã nghe trộm được hết tất cả cuộc trò chuyện của đám người kia. hư đám người các ngươi đừng có nằm mơ nữa, lão tử không chỉ không thăng thiên mà còn gia nhập với các ngươi nữa. đánh không lại các ngươi thì ta gia nhập. ầy, ta muốn chơi vui vẻ mà, không thèm nấp nữa. sở hưu lúc này từ từ tiến lại gần hắn giả bộ ho khụ khụ mấy cái đánh tiếng đám người kia. Thấy Sở Hưu đi tới đám này có chút giật mình nhưng cả đám vẫn lên tiếng đồng thanh chào, "Sở Hưu sư huynh." "Đại sư huynh, vết thương của huynh đã ổn chưa?" "Ừm, ta vẫn ổn, không sao rồi." Thế rồi Sở Hưu lại tiếp tục bộ dáng vui vẻ rời đi, thậm chí hắn còn vừa đi vừa hát. Nhìn cái dáng vẻ thư thái vui vẻ như chưa hề có chuyện gì xảy ra của Sở Hưu, khiến cho đám sư đệ này vô cùng ngỡ ngàng và khó hiểu. Sao hắn vẫn có bộ dáng bình thản vui vẻ thế nhỉ? ơi thật đáng thương." đây rõ ràng là cố tỏ ra là mình ổn nhưng sâu bên trong nước mắt là biển rộng mà à mà hình như sở hưu sư huynh cùng tên với sở lão ma nhỉ hắn và sở lão ma chắc sẽ không có bí mật không ai biết đâu nhỉ ngươi nghĩ nhiều quá rồi đấy nếu hắn có được một nửa tu luyện thiên phú của sở lão ma liệu còn bị người ta phế đi tu vì sao ư ừ, cũng đúng chuyển cảnh tới động phủ của phong chủ vân hà phong nơi đây chính là động phủ của tề mộng điệp chính là nữ nhân xinh đẹp ban đầu tham gia vây giết sở hưu mà sở hưu lúc này trong vai đại đệ tử thân truyền của tề mộng điệp tìm đến cửa hắn lớn tiếng gọi sư tôn đồ nhi có chuyện cầu kiến cánh cửa mở ra sở hưu bình thản tiến vào bên trong đại điện thấy đại đồ đệ tiến vào tề mộng điệp giọng lạnh lùng cất tiếng nói sở hưu 10 ngày trước ngươi và người ta đại chiến trọng thương hôm nay gặp ta là muốn xin vi sư cho ngươi tiếp tục con đường tu luyện sao sở hưu diễn rất sâu hắn lập tức quỳ một gối xuống chấp hai tay trước mặt giọng cầu khẩn nói lớn đồ nhi cầu xin người sư tôn tề mộng điệp bộ dáng vẫn thờ ơ đáp tu vi của ngươi thấp lại hiếu chiến không biết suy nghĩ Bị người ta phế bỏ tu vi cũng là đáng đời. Bổn tọa không giúp được ngươi, ngươi về đi." Sở Hưu tức giận không phục đáp lại, "Sư tôn, tu vi của ta thấp, người còn không rõ nguyên nhân sao? Không có tài nguyên tu luyện thì làm sao ta mạnh lên được? Tài nguyên tu luyện người cho hết nhị sư đệ, tam sư muội, tứ sư đệ, ngũ sư muội. Người không nói gì với ta, thì ta làm thế nào để mạnh lên được đây?" Nghe những lời chất vấn thẳng thừng của Sở Hưu, Tề Mộng điệp giận giữ một tay đập thẳng xuống bàn, "Hỗ xược tư chất của ngươi không bén, còn không chịu nỗ lực tu luyện, hôm nay lại đến đây trách móc vi sư thật là không biết phép tắc sở hưu bộ dáng bình thản khoanh hai tay trước ngực vẻ mặt láo cá chất vấn tiếp tề mộng điệp ha <laughs> ha sư tôn người không cho ta tài nguyên tu luyện không phải là do ta cùng họ cùng tên với sở lão mà sao vì thế nên giận lây sang ta có phải nực cười quá không ta nói như vậy có đúng không sư tôn bị nói chúng tim đen tề mộng điệp lập tức trầm mặc rồi nhìn sở hưu với ánh mắt khó hiểu một lúc cô ta liền bay tới trước mặt sở hưu nói sở hưu vi sư chưa từng giận lây sang người ngươi quay về trước đi đợi vi sư tìm được thiên tài địa bảo trị thương cho thương tích của ngươi rồi sẽ cho ngươi tiếp tục con đường tu luyện sở hưu bất ngờ nở một nụ cười nham hiểm nhìn tề mộng điệp nói không 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 bây giờ sư tôn có thể giúp ta luôn tề mộng điệp ánh mắt khó hiểu nhìn sở hưu hỏi sao ngươi lại nói vậy ta nghe nói sư tôn là thiên hương chi thể nếu như có thể song tu cùng người đồ nhi không chỉ có thể phục hồi chấn thương mà còn có thể nâng cao tư chất tu hành tề mộng điệp lập tức giữ người khi nghe được mấy lời đại nghịch bất đạo của tên đại đệ tử bị mình dùng bỏ này không ngờ gặp phải thằng liều gạ mình xong tu luôn mới sợ tề mộng điệp lập tức tối sầm mặt lại gần giọng hỏi sở hưu ngươi đang nói cái gì đồ nhi đang nói là mời sư tôn song tu với ta đi lời vừa dứt thì sở hưu bất ngờ nắm lấy cánh tay của tề mộng điệp rồi hôn nhẹ lên mu bàn tay của cô ta một cái khiến cho tề mộng điệp giật bắn cả người mặt đỏ tía tai vì ngại ngùng thân là trinh nữ hơn nữa còn là cao thủ đứng đầu một phương từ trước đến giờ chưa có nam nhân nào dám làm như vậy với tề mộng điệp cô ta vội vã rụt tay về rồi tức giận quát nghịch đồ ngươi tìm chết ngươi lại dám ở trước đại điện mà làm nhục phi sư hôm nay bổn tọa nhất định phải đánh gãy gân cốt của ngươi đuổi khỏi sư môn dứt lời tề mộng điệp một tay vung ra liền lập tức biến ra một thanh kiếm lớn chuẩn bị lao tới đánh quẻ giò sở hưu sở hưu dám làm như vậy thì tất nhiên cũng đã có chuẩn bị trước hắn bất ngờ đưa ngón tay cái lên miệng cắn một nhát cho máu chảy ra sau đó là bắt đầu niệm một đoạn cổ ngữ bí ẩn bất ngờ là sở hưu vừa niệm một cái là thanh kiếm do tề mộng điệp biến ra lập tức bị vỡ vụn thành nhiều mảnh đúng là ảo ma canada mà lúc này toàn thân tề mộng điệp tự nhiên mềm nhũn không có sức cô ta lập tức lảo đảo khuỵu gối ngã ngửa xuống mặt sàn tề mộng điệp ánh mắt kinh hoàng nhìn sở hưu thầm nghĩ sao lại như vậy chuyện gì đã xảy ra thế này tu vi đại thánh của ta lại không thể phát huy ra được sở hưu vẻ mặt háo sắc nhìn tề mộng điệp nở một nụ cười tà dâm nói sư tôn đồ nhi xin nhờ người tề mộng điệp phẫn nộ tột cùng cô ta nhìn sở hưu giận dữ quát lớn nghịch đồ ngươi muốn làm gì vi sư còn phải hỏi sao thịt chứ làm gì sư tôn mờ lem thế kia tôi nguyện làm chuyện đại nghịch bất đạo he he sở hưu đưa hai bàn tay chuẩn bị vồ lấy hai quả bưởi to trà bá của tề mộng điệp nói sư tôn xin người vì đồ nhi truyền thụ đạo nghiệp lần đầu của sư tôn đồ nhi sẽ làm nhẹ nhàng thôi xin người cứ yên tâm chúng ta chuyển qua nói ngoài lề một chút về cách phân chia cảnh giới tu luyện của thế giới này nhé đầu tiên là trúc cơ cảnh luân hải cảnh thần kiêu cảnh bỉ ngạn cảnh đạo cung cảnh thần thông cảnh tiểu thánh cảnh đại thánh cảnh thánh vương cảnh chuẩn đế cuối cùng là đại đế chuẩn đế cảnh trở xuống, mỗi cảnh giới đều có 9 tầng, tầng thứ nhất đến tầng thứ ba là sơ kỳ, tầng thứ tư đến tầng thứ sáu là trung kỳ, tầng thứ bảy đến tầng thứ 9 là hậu kỳ. Anh em nắm được cơ bản rồi đúng không? Chúng ta tiếp tục quay trở lại màn tâm sự giữa Sở Hưu và Tề Mộng Điệp. Nghịch đồ nhà ngươi đã làm gì vi sư? Tề Mộng Điệp kinh hoàng thầm tự hỏi trong lòng, tại sao lúc này công pháp của ta lại trở lên vô năng, giống như là một người bình thường vậy. Sở Hưu mặt tiến sát lại gần tai của Tề Mộng Điệp rồi mỉm cười thầm nghĩ, làm gì à? đương nhiên là niêm phong tu vi của ngươi rồi. Ngày đó khi ta bị mười mấy đại thánh các ngươi truy sát, ta đã lén lút thi triển luân hồi thiên khốc tử mẫu ấn với ngươi. Đó chính là bảo vật hệ thống đã cho ta. Bảng hệ thống hiện lên thông tin vật phẩm, luân hồi thiên khốc tử mẫu ấn. Phân loại là một loại đạo cụ phong ấn, phẩm cấp thần phẩm. Tác dụng, có thể âm thầm phong ấn tưởng tử của nữ tu thể nội được chỉ định, kiểm soát mẫu ấn, tùy tiện phong ấn toàn bộ tu vi của đối phương. Mức độ sử dụng hai trên một có thể sử dụng nhiều lần. Kha kha, chỉ cần ta thôi động ý niệm, nữ tu đại thành cảnh giới trở xuống chỉ có thể bất di bất dịch mà nghe theo ta sở hưu lúc này một tay nâng cầm của tề mộng điệp lên nhìn thật kỹ sư tôn đã là người mấy nghìn tuổi rồi mà da rẻ vẫn trắng trẻo hồng hào căng mọng như vậy nghịch đồ ngươi dám vô lễ như này không sợ ta sẽ giết chết ngươi sao sở hưu khoái chí cười ha ha châm chọc vậy thì sư tôn mau lấy mạng đồ nhi đi chứ đừng chỉ đe dọa bằng miệng như vậy tề mộng điệp bất ức lắm nhưng không làm gì được chỉ đành hừ lạnh quay mặt đi chỗ khác sở hưu lại tiếp tục ghé sát tai tề mộng điệp châm chọc nói sư tôn nếu ta đem chuyện người bị mất tu vi đi nói với liễu tuyết phong chủ thiên kiếm người nói xem cô ta sẽ làm gì nhớ năm xưa khi đó người một kiếm lấy mạng phụ thân cô ta mối thủ giết cha há có thể không báo nghe những lời này tề mộng điệp mặt liền biến sắc thầm sợ hãi không được tuyệt đối không thể để cho liễu tuyết biết điều này cô ta nhất định sẽ tới lấy mạng ta à nữ nhân đó chính là một kẻ điên tề mộng điệp vội vã lên tiếng nói với sở hưu nghịch đồ thiên tài địa bảo còn cả tài nguyên tu luyện vi sư đều để cho ngươi ngươi có thể tùy ý lựa chọn chỉ cần lời còn chưa nói hết thì tề mộng điệp đã bị sở hưu đưa hai tay túm lấy bả vai hắn nói không 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 cái mà ta muốn không phải những thứ đó đồ nhi muốn tề mộng điệp chán vã mồ hôi mặt đỏ ửng vội vã từ chối không không thể nào tuyệt đối không thể được ngươi đừng có tới đây Ừm. bổn tọa đường đường là cường giả đại thánh há có thể giao thân thể cho loại nhẽ nhép như ngươi chứ sở hưu nhìn cái nét mặt sợ hãi của tề mộng điệp trong lòng vui vẻ thầm mỹ ta và ngươi không thủ không oán vậy mà ở thánh địa thái tố ngươi lại truy sát ta bây giờ biết sợ rồi sao sở hưu trong tay liền biến ra một quyển công pháp vàng óng hắn giả vờ năn nỉ nói sư tôn xin người đó đồ nhi có một quyển công pháp thượng cổ rất có lợi cho người người xem xem tề mộng điệp hai mắt vô cùng kinh ngạc khi nhìn thấy quyển công pháp của sở hưu tên nghịch đồ này lấy đâu công pháp thần diệu như này không những thế quyển công pháp này lại lờ mờ tương thích với thiên đạo thứ này tuyệt đối không phải là phàm phẩm sư tôn người thấy thế nào Quyển công pháp này ok chứ. Ngươi cút đi cho bổn tọa, ta không cần. Sư tôn, cho đồ nhi đi. Ngươi, ngươi, nghịch đồ, ưm. Ừ. Còn chưa nói hết câu thì tề mộng điệp đã bị sở hưu sờ lần sờ mò khắp nơi. Bởi vì hiện tại đã bị mất hết tu vi, cho nên tề mộng điệp chỉ biết nằm im mà hưởng thụ thằng đệ tử giã gạo mình. Lúc này hệ thống hiện lên thông báo, ký chủ lại trở thành loại nghịch đồ tào lao, dám thịt cả sư phụ. Không hổ là đại phản diện, ban thưởng một nghìn điểm đột phá. Cùng lúc đó Tề Mộng Điệp đang bị củ khoai của Sở Hưu chọc cho phê nhất người lên. Cô ta chỉ biết cắn chặt răng nằm im hưởng thụ, sướng lắm nhưng không dám kêu lên sợ bị Sở Hưu nghe được. Dinh, hệ thống hiện lên thông báo, ký chủ đã xong tu với Tề Mộng Tiên tử, thương tích đã hoàn toàn hồi phục. Dinh, ký chủ đã xong tu với Tề Mộng Tiên tử, tư chất tu luyện đã được nâng cao. Nhìn thấy thông báo của hệ thống, Sở Hưu giã gạo càng thêm hăng, khiến cho Tề Mộng Điệp tê hết cả người chỉ biết nắm chặt tay vào tấm chăn để chịu đựng. Hệ thống lại hiện lên thông báo, Dinh tư chất của ký chủ cộng 100 điểm. Dinh, tư chất của ký chủ cộng 100 điểm. Dinh, tư chất của ký chủ cộng 100 điểm. Tư chất của ký chủ đạt được 317 điểm thiên cấp, tốc độ tu luyện tăng gấp 20 lần. Ký chủ và Tề Mộng Tiên Tử cùng nhau đóng gạch, tu vi của ký chủ thăng cấp, trúc cơ nhị tầng, trúc cơ tam tầng, trúc cơ bát tầng. Vài canh giờ sau đó, không biết Sở Hưu đã chơi bao nhiêu nháy, lúc này Tề Mộng Điệp đang mặc trên mình chiếc váy ngủ màu trắng mỏng tang, mệt nhọc nằm thở hổn hển trên giường, còn Sở Hưu thì đang chỉnh đốn lại quần áo sau mấy canh giờ đóng gạch với tề mộng điệp hệ thống hiện lên thông báo tu vi của sở hưu đã đạt được chúc cơ cửu tầng sở hưu vẻ mặt thỏa mãn quay lại nhìn tề mộng điệp nói đa tạ sư tôn tạm biệt tề mộng điệp tức giận mắng sở hưu nghịch đồ sau đó cô ta lại xuống giọng lúng túng nói tiếp ngươi ta à, ta đã cho ngươi thứ ngươi muốn rồi ngươi có thể giải phong ấn cho ta không sở hưu nở một nụ cười đầy giả chân đáp đương nhiên là không thể nghịch đồ ngươi muốn hại chết vì sư sao sư tôn nếu người không muốn để người khác biết tu vi của mình bị phong ấn vậy thì hãy che giấu cho thật tốt đi chắc người cũng biết tác dụng của lưu thủy tinh trên tay ta nhỉ không hổ là đại phản diện đã đóng gạch sư tôn rồi còn quay video ghi lại rất biết trời đấy tề mộng điệp kinh hoàng lập tức thốt lên cái gì ngươi lại còn lưu ảnh rồi sở hưu một tay tung tung lưu ảnh thạch một tay xua xua cười ngây thơ đáp ấy ấy sư tôn đừng kích động lưu lại làm kỷ niệm thôi làm kỷ niệm thôi thấy được tình hữu nghị thâm giao đã lâu của mọi người đồ nhi nhắc nhở người đừng mong hão chuyện giải được phong ấn cả cái đại lục thiên khung này ngoài đồ nhi ra thì không một ai có thể giải được phong ấn cả trừ khi là đại đế thượng cổ tái sinh nhưng người biết mà đúng không trên thế gian này không có đại đế nữa rồi nếu đồ nhi thân tử đạo tiêu rồi vậy thì cả đời này người chỉ có thể làm người phàm cho đến lúc xuống mồ mà thôi nếu không tin người có thể thử xem còn nữa nếu đồ nhi hẹo rồi hình ảnh ở trong thủy tinh sẽ bị truyền ra ngoài tới lúc đó tất cả mọi người ở lục địa thiên khu này sẽ nghĩ sao đây sở hưu cứ như vậy vừa nói vừa mang cầu thủy tinh thong thả đi ra bên ngoài Tề Mộng Điệp ở phía sau cả người tức giận đến run rẩy, cô ta gần giọng nhìn theo bóng lưng của Sở Hưu đi ra bên ngoài. Tên nghịch đồ nhà ngươi, chết không yên lành, đê tiện, đáng hận. Một tên nhãi nhép còn không đến được đạo cung cảnh, sao lại có thể phong ấn sức mạnh của bổn tọa được? Thời gian lại trôi đi, tối hôm đó, Sở Hưu lúc này đang không biết làm gì, hắn nhìn lên bầu trời thầm thắc mắc, thật không ngờ rằng đến giờ rồi vẫn còn sáng. Lúc trở về đã là minh nguyệt thương khung rồi nhỉ? Dưới sự giúp đỡ của sư tôn đạt đến trúc cơ cửu tầng, nếu muốn đột phá đến luân hải cảnh, chỉ có thể đợi lần sau rồi. Nếu như nói luân hải cảnh là thùng gỗ đựng nước, vậy thì trúc cơ cảnh chính là quá trình tích lũy gỗ để làm thùng. Trúc cơ càng vững thì phát triển luân hải sẽ càng kiên cố, con đường tu luyện đương nhiên sẽ càng tiến xa. Kiếp trước thất bại chính là vì lúc thăng cấp tu vi đã nhảy qua cảnh giới nền tảng, dẫn đến nền móng không vững. Vậy nên lần này đoạt xá trùng tu, nền móng phải chắc chắn mới đúc được nền móng tối cao. Đến lúc đó nào sợ gặp phải tu sĩ có cảnh giới cao hơn mình, cũng có thể dễ dàng hạ sát thủ không biết tài nguyên trúc cơ năm đó mình giấu kín ở hẻm núi có còn ở đó không nhưng cho dù vẫn còn mình phải làm thế nào để rời khỏi lãnh địa thái tố đây vì mải suy nghĩ mà sở hưu đã đi trong vô thức ai dè khi thất thần tỉnh lại thì thấy trước mặt mình là phi chu tô xá xứ sở hưu lập tức nở một nụ cười đắc ý thầm nghĩ không phải cơ hội đến rồi đây sao một lúc sau đó sở hưu đã mua một chiếc phi chu để bay đến hẻm núi nơi hắn cất giấu tài nguyên trúc cơ năm đó hắn một mình cưỡi phi chu thong dong bay lượn trên bầu trời vừa đi vừa ngắm cảnh rồi bay thẳng xuống bên dưới vách núi. Nơi đây có một dòng sông, mọi thứ hầu như đều ngập chìm trong nước. Bay được một lúc thì Sở Hưu dừng lại trước một hòn đảo nhỏ toàn đá là đá, trên đây còn có một cái cây khô héo trụi lắc trụi lơ. Sở Hưu thầm nghĩ, nơi đây bị che phủ không có ai thấy được, tài nguyên trúc cơ chắc vẫn còn ở đây. Sở Hưu từ từ tiến sát lại gần tảng đá màu đen duy nhất nằm ở chính giữa hòn đảo. Dấu đồ ở đây thì chỉ có thằng ngu là không biết bên dưới tảng đá màu đen có vấn đề thôi. Sở Hưu lập tức đưa ngón tay cái lên miệng rồi cắn cho chảy máu. Hắn dùng máu của mình vẽ ngôi sao năm cánh lá cờ tổ quốc Việt Nam trên mặt tảng đá. Phong ấn bị hóa giải, tảng đá từ từ bị Sở Hưu nhấc bổng lên trên không trung. Bên dưới tảng đá lúc này lộ ra một cái dương báu, cùng rất nhiều những chiếc túi nhỏ xung quanh. Ha ha ha, bảo vật trúc cơ quả thật vẫn còn ở đây, sẽ khôi phục lại oai phong. Nhưng mà bất ngờ lúc này phía sau lưng của Sở Hưu lại vang lên thanh âm, "Sở phế vật, không ngờ lại gặp ngươi ở đây." Sở Hưu bị giật mình, lập tức quay đầu nhìn lại xem ai tới, là ai có thể phát hiện ra nơi này? lúc này phía sau lưng sở hưu xuất hiện một chiếc phi chu bay tới trên phi chu nhìn sơ qua thấy có ba người thanh âm mỉa mai lại vang lên còn tưởng là ai cơ sở phế vật ta tưởng ngươi đi đời nhà ma rồi chẳng ngờ mười mấy ngày không gặp ngươi lại vui vẻ chạy đến đây xem ra phong chủ của vân hà phong đối đãi với đồ đệ không tệ lại cam lòng để cho tên phế vật như ngươi dùng thiên tài địa bảo tu phục luân hải tên khốn ngứa đòn lớp cấp này chính là đệ tử thân truyền của thiên kiếm phong trương mãnh sở hưu lập tức nhận ra thanh niên này hắn mặt không cảm xúc nhìn trương mãnh thầm nghĩ mười ngày trước chính tên này đã làm nhục rồi phế bỏ tu vi công cụ nhân của ta tên này hại ta phải bắt đầu tu luyện từ chút cơ cảnh lại còn dám đến xúc phạm trước mặt ta sở hưu nghĩ xong cũng không thèm quan tâm hắn ung dung bước lên phi chu của mình rồi rời đi trước khi đi qua còn nói mấy câu với trương mãnh ta sẽ tìm nguyên tính sổ sau 10 ngày sau võ đài sinh tử chúng ta tái đấu trương mãnh nghe thấy rõ tất cả nhưng vẫn khinh khỉnh coi thường giả bộ không nghe rõ tiểu tử kia vừa nói gì vậy ta không nghe nhầm đâu nhỉ hai người đi cùng trương mãnh lập tức ôm bụng phì cười ha 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 tên phế vật đó lại dám khiêu chiến với trương sư huynh ha 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 hắn nói muốn gặp sư huynh trên võ đài sinh tử lần nữa kìa tức cười chết chúng ta rồi trương mãnh sau đó liền dùng thiên lý truyền âm cho toàn bộ thánh địa thái tố nghe thấy sở phế vật 10 ngày trước ta nể mặt phong chủ vân hà phong mới không lấy mạng ngươi nếu ngươi đã chủ ý tái đấu với ta tìm chết vậy thì 10 ngày sau ở võ đài sinh tử ngươi chớ trách ta ra tay tàn ác lời này của trương mãnh đã phóng ra toàn bộ thánh địa Tất cả mọi người đều đã nghe thấy hết tin tức Sở Hưu muốn lên võ đài sinh tử khiêu chiến Trương Mãnh. Ai lấy cũng đều giật mình kinh ngạc, ngay lập tức mọi người thi nhau xôn xao bàn tán vang lên khắp nơi trong thánh địa. Sở Hưu kia điên rồi sao? Sao hắn lại còn dám lên võ đài sinh tử khiêu chiến người ta? Lần trước bị phế một lần chưa biết đủ à? Tên này đầu óc có vấn đề rồi ư, hay là hắn nghĩ mình sống đã đủ lâu rồi? Luân hải của hắn không phải đã bị phế rồi sao? Vậy hắn lấy cái gì để đấu với Trương Mãnh? Luân hải hậu kỳ đây. Ha ha 10 ngày sau có kịch hay để xem rồi. Phía bên này, Sở Hưu cũng đã cưỡi phi chu mang theo đống tài nguyên trúc cơ trở lại Vân Hà Phong. Hắn phi thẳng một mạch tới động phủ của Tề Mộng Điệp. Linh khí trong động phủ của Sư Tôn dày đặc, không bằng ngày đêm ở đây tu luyện lại hay, chắc hẳn Sư Tôn sẽ không để ý đâu. Suy cho cùng, những gì của ta thì vẫn sẽ là của ta, Sư Tôn chính là của ta, mỗi một tấc trên người Sư Tôn đều là của ta. Lần này Sở Hưu hắn cũng chẳng thèm gõ cửa, cũng chẳng thèm thông báo gì cả, cứ thế đẩy cửa mà đi vào y như nhà của mình. "Hello Sư Tôn." đồ nhi lại đến thăm người đây nghịch đồ nhà ngươi muộn như vậy rồi ngươi còn qua đây lại muốn làm gì sư tôn muốn ta làm gì sao nghịch đồ ngươi đừng quá phận ha ha đồ nhi còn có thể quá phận hơn nữa cơ sư tôn người muốn xem không dứt lời sở hưu lập tức lấy ra mấy chục đạo phù lục màu đỏ như máu cho nó bay quay thân thể mình sau đó hắn nhắm mắt niệm thần chú uống ba la xì bùa sau tiếng quát khởi trận các tấm phù lục này lập tức di chuyển sau đó là từng đạo phù lục này đi theo một đường thẳng phóng ra bên ngoài cửa động phủ của tề mộng điệp bao bọc xung quanh động phủ tạo thành một màn chắn đỏ lòm đáng sợ đây chính là sát trận bảo vệ nơi này chứng kiến cảnh này tề mộng điệp lập tức trợn tròn mắt kinh hãi sở hưu ngươi bố trận pháp môn này lẽ nào là truyền thừa của thái cổ trận đạo sở hưu mỉm cười đắc ý nói nhãn lực của sư tôn tốt thật đó người có muốn học không người định dùng gì để trao đổi đây tề mộng điệp vội lắc đầu liên lịa đỏ mặt ngại ngùng nói không muốn học vậy được rồi nếu đã như vậy đồ nhi ta yên tâm bế quan rồi đúng rồi sư tôn nếu người đói thì ăn chút gì đi nhé suy cho cùng thì bây giờ người cũng là người phàm không thể kiêng ăn ngũ cốc tề mộng điệp cau mày nghiến răng tức giận đáp còn không phải do tên nghịch đồ nhà ngươi hại ta sao sẽ có một ngày ta phải thanh lý môn hộ ngươi lời vừa rút thì tề mộng điệp đã bị sở hưu tét cho một phát vào mông khiến cho cô ta ngứa người mới có bị vỗ một phát mà tề mộng điệp đã ngã chồng phao câu lên rồi sở hưu mặt thỏa mãn quay lưng rời đi nói sư tôn lại không ngoan rồi hư là bị đánh đòn nha Sư Tôn, ta ra hậu điện bố trí sát trận, tốt nhất là người đừng tùy tiện xâm nhập vào. Những người xảy ra chuyện gì thì đồ nhi ân hận cả đời, Đồ nhi vẫn còn cần người để thăng cấp tư chất tu luyện nữa. Nếu như người chết rồi, Đồ nhi sẽ đau lòng lắm." Tề Mộng Điệp tức giận hét lên, "Sở Hưu, sẽ có một ngày, bổn tọa phải băm vằm ngươi ra làm trăm mảnh." Một lát sau đó, Sở Hưu đã ở phía sau hậu điện của Tề Mộng Điệp. Hệ thống hiện lên thông tin vật phẩm: Sinh Sinh Tạo Hóa Đạo Quả. Phân loại: Thiên tài địa bảo. Phẩm cấp: Tiên phẩm cực kỳ quý giá. Công năng: Trúc cơ thánh phẩm, tu sĩ sau khi sử dụng có thể gây dựng được một nền móng vững chắc. Người phàm sau khi sử dụng có thể vào thẳng bì ngạn cảnh, thọ nguyên thăng cấp 1000 năm. Giới thiệu: Sinh trưởng ở Thiên Khốc Mai Châu, vạn năm chỉ kết ra ba nụ. Từng có một thánh chủ, lấy được ba bộ thiên phẩm công pháp, hai bộ thiên phẩm công pháp đổi lấy sinh sinh tạo hóa quả, chỉ vì muốn giúp những hậu bối yêu quý đạt được nền móng vững chắc. Sinh sinh tạo hóa đạo quả này chính là bảo vật trúc cơ mà Sở Hưu đã giấu khi trước nhìn sinh sinh tạo hóa đạo quả cùng với quyển công pháp trên tay sở hưu thầm nghĩ dùng quyển công pháp được gọi cổ vãng trí kim thiên thượng địa hạ công pháp có nền móng mạnh nhất đạo kinh thần phẩm phối với sinh sinh tạo hóa đạo quả đi kèm với đó là sự giúp đỡ của hệ thống từ nay về sau lục địa thiên khung lẽ nào còn có tu sĩ có nền móng vững chắc hơn bổn tọa suy tính đã xong sở hưu dứt khoát đưa sinh sinh tạo hóa đạo quả lên miệng cắn một phát hắn cứ như vậy ăn sạch sinh sinh tạo hóa đạo quả sau đó sở hưu bắt đầu vận chuyển đạo kinh trọng tân trúc cơ hệ thống lập tức hiện lên thông báo tu vi của ký chủ đã đạt đến trúc cơ ba tầng tu vi của ký chủ đã đạt đến trúc cơ lục tầng tu vi của ký chủ đã đạt đến trúc cơ tam tầng tu vi của ký chủ đã đạt đến giai đoạn người phàm sở hưu lập tức mở mắt hệ thống lại hiện lên thông báo lựa chọn ký chủ có muốn tiến hành đột phá sở hưu không trần trừ dứt khoát chọn có hệ thống lại tiếp tục hiện lên thông báo phát hiện thấy ký chủ tu luyện công pháp trục cơ mạnh nhất đạo kinh đột phá tiêu hao tăng lên dự là khoảng một tháng một lần một tháng tiêu hao một trăm điểm đột phá tháng đầu tiên nốt sinh sinh tạo hóa đạo quả bắt đầu vận chuyển đạo kinh trúc cơ đột phá trúc cơ nhất tầng tháng thứ hai nốt sinh sinh tạo hóa đạo quả bắt đầu vận chuyển đạo kinh trúc cơ đột phá trúc cơ nhị tầng tháng thứ ba nốt sinh sinh tạo hóa đạo quả bắt đầu vận chuyển đạo kinh trúc cơ đột phá trúc cơ tam tầng tháng thứ chín nốt sinh sinh tạo hóa đạo quả bắt đầu vận chuyển đạo kinh trúc cơ đột phá trúc cơ cửu tầng mọi người đều nói cửu là số cực sẽ chỉ theo con đường của những người đi trước mà không biết phá vỡ cực số mới là tiền đồ tươi sáng tắc ông thất mã yên chi phi phúc phá nhi hậu lập sinh tử chi gian hữu đại khủng phố diệu hữu đại cơ duyên bảy ngày sau đó sở hưu cuối cùng cũng mở mắt tỉnh dậy từ trong tu luyện toàn thân hắn phóng ra năng lượng bạo loạn xoáy xung quanh cơ thể hệ thống hiện lên thông báo dinh kết quả đột phá lần này ký chủ đã thành công đột phá đến trúc cơ thập tầng lần này tổng cộng tốn 10 tháng tiêu hao một nghìn điểm đột phá điểm đột phá hiện tại của ký chủ là không lúc này trên bầu trời nơi động phủ của tề mộng điệp xuất hiện một cơn lốc xoáy năng lượng với mây đen cuồn cuộn sấm chớp đan xen nhìn vô cùng kinh khủng cơn lốc năng lượng này vô cùng lớn ở các phía xung quanh tất cả các sơn phong khác đều có thể thấy lúc này tại thiên kiếm phong trên đỉnh núi có một nữ nhân đang đứng hướng mắt nhìn về cơn lốc năng lượng ở vân hà phong linh khí triều tịch mạnh quá lẽ nào là tiện nhân tề mộng điệp sắp đột phá rồi mỹ nữ này chính là phong chủ của thiên kiếm phong liễu tuyết tập 1 xin kết thúc ở đây cảm ơn tất cả các bạn đã xem video của mình thấy hay thì xin ủng hộ mình một like một đăng ký kênh một comment xuống bên dưới nhé mọi người. Và đừng quên nhấn chuông thông báo để kịp xem tập mới nhất khi mình ra video nhé. Mãi yêu các bạn.